Tiếp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Sau nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng ngày hôm nay ngày 1 tháng 9, lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã có đợt phát thư hiện phỏng vấn visa định cư Mỹ và đợt này là đợt phát thư hiện phỏng vấn trong tháng 9 lần thứ nhất. Qua đợt phát thư hiện phỏng vấn kỳ này thì có một thông tin vui, đó là tất cả các diện đã nhận được thư hiện phỏng vấn hiện vào tháng 10. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi các đợt phát thực hiện phỏng vấn thì Điệp xin chia sẻ thông tin. Thời gian phát thực hiện phỏng vấn Thông thường lãnh sự quán Mỹ sẽ có từ 3 đến 4 đợt phát thực hiện phỏng vấn visa trong một tháng. Thường là rơi vào các ngày trong tuần đầu tiên đến tuần thứ ba của tháng đó, không có ngày cố định, mà sẽ có thể từ ngày 3 cho tới ngày 22 hàng tháng. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm visa NVC trước đó khi mà chúng ta làm 6 bước. Hiện nay thì lãnh sự quán không còn gửi thư hẹn phỏng vấn qua đường bưu điện nữa, nên cô chú và các anh chị chúng ta phải có địa chỉ email để chúng ta nhận được thư hẹn phỏng vấn. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này, cách để chúng ta để email của mình vào để nhận được thư hẹn phỏng vấn của Trung tâm Visa NVC và lãnh sự quán. Trong tháng 9 này thì đang trong kỳ nghỉ lễ tại Việt Nam, lãnh sự quán Mỹ thông qua Trung tâm Visa NVC đã bất ngờ có đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Lần thứ nhất là vào ngày hôm qua ngày 1 tháng 9 tại Việt Nam. Trong tháng 8 vừa qua thì lãnh sự quán Mỹ chỉ có hai đợt phát thư hiện phỏng vấn. Đợt phát lần thứ nhất cũng là vào đầu tháng 8 là ngày 1 tháng 8. Phát thực hiện phỏng vấn dành cho các diện F2A, F2B, F3, F4, CR1, IR1 trong tháng 9. Lần phát thực hiện phỏng vấn lần thứ hai trong tháng 8 thì là vào ngày 4 tháng 8. Gửi thư hẹn phỏng vấn cho các diện F2A, F2B, F3, F4. Hẹn phỏng vấn là vào cuối tháng 9. Và không như kỳ vọng thì trong tháng 8, từ ngày 4 tháng 8 trở đi cho tới cuối tháng, thì lãnh sự quán Mỹ không có đợt phát thư hiện phỏng vấn mới nào. Qua đợt phát thư hiện phỏng vấn lần thứ nhất của tháng 9 này, lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã phát thư hiện phỏng vấn cho các diện CR1, CR2, IR1, IR2 và IR5. Các hồ sơ này có ngày hoàn thành 6 bước rất gần đây, là vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm 2022. Có vài hồ sơ mà Điệp biết là họ chỉ vừa mới hoàn thành hồ sơ trong tháng 8 này là đã nhận được thư hiện phỏng vấn. Và các diện F còn lại là F1, F2A, F2B, F3 và F4 cũng đã nhận được thư hiện phỏng vấn kỳ này đa số là các hồ sơ có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 6 năm 2020. Ngày hẹn phỏng vấn của các hồ sơ này lãnh sự quán sắp xếp là trong tháng 10 năm 2022, trải đều ra các ngày trong tháng 10. Còn đối với hệ thống đặt hẹn phỏng vấn lại với lãnh sự quán, thì ở diện K1, SB1 và các diện phỏng vấn lại CR1, IR1 hoặc là IR5 và các diện F thì hiện tại lãnh sự quán Mỹ vẫn chưa mở hệ thống đặt hẹn phỏng vấn mới trên hệ thống và ngày hẹn dự kiến sắp tới sẽ được mở là vào trong tháng 10 năm 2022. Hiện tại thì điệp vẫn đang theo dõi hệ thống đặt hẹn này để lấy lịch hẹn cho các hồ sơ mà điệp hỗ trợ. Hiện tại thì điệp vẫn còn tiếp tục hỗ trợ cô chú và các anh chị theo dõi đặt lịch hẹn với lãnh sự quán trên hệ thống. Nếu như cô chú và các anh chị cần tìm đặt lịch hẹn lại với lãnh sự quán như là các diện F hoặc là diện CRIR, phỏng vấn diện K1 hoặc là tái nhập cảnh dành cho các thường trú nhân SB1 và bổ sung giấy xanh R2A thì có thể liên hệ với điệp thông qua email này để liên hệ về dịch vụ đặt hẹn với lãnh sự quán. Qua các đợt phát thể hiện phỏng vấn thì cô chú và các anh chị chúng ta cũng lưu ý Lãnh sự quán Mỹ sẽ chia ra làm nhiều đợt phát thi hiện phỏng vấn để giải quyết hết tất cả các số lượng hồ sơ đang tồn động, hoàn thành trong cùng một tháng. Vì vậy, nếu như cô chú và các anh chị chưa nhận được thư hiện phỏng vấn kỳ này, thì chúng ta nên kiên nhẫn chờ đến một hai đợt tiếp theo phát thi hiện phỏng vấn từ lãnh sự quán để lãnh sự quán họ có đủ thời gian xếp lịch hẹn. Trong quá trình chờ đợi này thì quan trọng nhất vẫn là chúng ta chuẩn bị thật đầy đủ các giấy tờ cần mang theo khi đi phỏng vấn. Bởi vì hiện nay lãnh sự quán Mỹ xét rất là kỹ các giấy tờ mang theo khi đi phỏng vấn. Nếu như chúng ta đem thiếu các giấy tờ theo quy định thì lãnh sự quán họ sẽ từ chối không cho cô chú và các anh chị vào phỏng vấn và chúng ta phải tự đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới. Khi nào mà qua các đợt phát thi hẹn phỏng vấn mà hồ sơ của cô chú và các anh chị hoàn thành bị trễ hơn 1 2 tháng phát thư thì chúng ta có thể gửi inquiry form cho trung tâm visa NVC để hỏi thăm về hồ sơ của mình. Chẳng hạn như hiện nay lãnh sự quán đang phát thư hiện phỏng vấn dành cho các hồ sơ thuộc diện F có ngày hoàn thành trong tháng 6 năm 2020 thì nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị hoàn thành từ tháng 5 trở về trước như là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2020 thì chúng ta có thể gửi inquiry form để hỏi thăm. Và thông thường thì các hồ sơ nào đã hoàn thành xong 6 bước thì trước sau vậy chúng ta cũng sẽ nhận được thư hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán. Và điều kiện để các hồ sơ thuộc diện ép được lên lịch hẹn phỏng vấn. Để được lãnh sự quán Mỹ xếp lịch hẹn phỏng vấn thông qua trung tâm Visa NVC thì một hồ sơ thuộc diện ép có nghĩa là từ F1, F2A, F2B, F3 và F4 cần phải có đủ hai điều kiện này. Điều kiện thứ nhất là lịch visa phải vượt qua hay còn gọi là đáo hạn với ngày ưu tiên của hồ sơ. Chúng ta xem trên bản lịch visa hàng tháng. Điều kiện thứ hai là hồ sơ phải hoàn thành xong 6 bước với trung tâm visa NVC. Có nghĩa là hồ sơ làm xong 6 bước và chúng ta được trung tâm visa NVC gửi tin nhắn trên hồ sơ CAAC và có gửi email xác nhận là hồ sơ đã hoàn thành thì có nghĩa là hồ sơ của chúng ta mới được hoàn thành chứ không có nghĩa là khi mà hồ sơ cô chú và các anh chị đóng tiền phí visa là chúng ta coi như là hoàn thành thì không phải khi nào hồ sơ thuộc diện F mà chúng ta có đủ hai điều kiện này điều kiện 1 và điều kiện 2 thì hồ sơ nào có ngày hoàn thành 6 bước trước thì sẽ được xếp lịch hẹn phỏng vấn trước. Bởi vì trung tâm visa NVC và lãnh sự quán họ dựa theo cách làm là còn gọi là first come, first serve, có nghĩa là ai tới trước thì được phục vụ trước. Là hồ sơ nào hoàn thành 6 bước trước thì người đó được phỏng vấn trước, chứ không còn là dựa theo ngày ưu tiên nữa. Cô chú và các anh chị chúng ta để ý ở phần này nha. Có nghĩa là đủ hai điều kiện rồi, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ coi là hoàn thành 6 bước trước thì được lên lịch hẹn phỏng vấn trước chứ không có còn mà xét theo ngày ưu tiên nữa. Ví dụ như một hồ sơ diện F4 là anh chị em bảo lãnh, có ngày ưu tiên là tháng 5 năm 2007 và hoàn thành hồ sơ 6 bước là tháng 2 năm 2020 thì hồ sơ này sẽ không được lên lịch hẹn phỏng vấn. Bởi vì hồ sơ này chưa có đủ điều kiện thứ nhất là lịch visa phải vượt qua đáo hạn với ngày ưu tiên. Lịch visa của diện F4 hiện nay chỉ mới xét tới ngày 22 tháng 3 năm 2007. Còn hồ sơ mà Điệp đang ví dụ này là có ngày ưu tiên trong tháng 5 năm 2007. Vì vậy thì chưa tới, cần phải chờ lịch visa nữa. Đây là một số hồ sơ đã nhận được thư hiện phỏng vấn kỳ này và họ đã chia sẻ. Hồ sơ này là thuộc diện F2B. Ngày ưu tiên của hồ sơ là vào tháng 2 năm 2015. Hoàn thành 6 bước vào ngày 22 tháng 6 năm 2020 và hẹn phỏng vấn sẽ là vào ngày 7 tháng 10. Hồ sơ này là diện F2A. Có ngày hoàn thành 6 bước là ngày 22 tháng 6 năm 2020. Sẽ được hẹn phỏng vấn vào ngày 6 tháng 10. Hồ sơ này là thuộc diện F4, có ngày ưu tiên là ngày 14 tháng 5 năm 2005. Hoàn thành 6 bước vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, được lãnh sự quán hẹn phỏng vấn vào ngày 18 tháng 10. Hồ sơ này cũng là diện F2A, có ngày ưu tiên là tháng 4 năm 2018. Hoàn thành 6 bước vào ngày 29 tháng 6 và nhận được thư hiện phỏng vấn là vào ngày 31 tháng 10. Hồ sơ này là thuộc diện F3. Ngày ưu tiên của hồ sơ là ngày 29 tháng 4 năm 2008. Hoàn thành 6 bước vào ngày 22 tháng 6 năm 2020. Sẽ phỏng vấn với lãnh sự quán vào ngày 6 tháng 10 năm 2022 vào buổi sáng lúc 7 giờ 50 phút sáng. Hồ sơ này thuộc diện F4. Ngày ưu tiên của hồ sơ là ngày 19 tháng 3 năm 2007. Hoàn thành 6 bước ngày 25 tháng 6 năm 2020. Sẽ phỏng vấn với lãnh sự quán vào ngày 24 tháng 10 năm 2022. Hồ sơ này thuộc diện F2A và sau đó đã chuyển diện lên diện IR1 khi mà người khi người bảo lãnh đã nhập quốc tịch Mỹ. Ngày ưu tiên của hồ sơ này ban đầu là tháng 10 năm 2019. Sau đó xin chuyển diện vào tháng 7 năm 2022. Hoàn thành 6 bước vào tháng 8 năm 2022 và nhận được thư hiện phỏng vấn với lãnh sự quán, phỏng vấn vào ngày 14 tháng 10. Và hai hồ sơ này được chia sẻ là diện F1. Ngày hoàn thành 6 bước ngày 22 tháng 6, được hẹn phỏng vấn vào ngày 24 tháng 10. Còn một hồ sơ F1 khác Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 27 tháng 6 và nhận được thư hiện phỏng vấn sẽ là ngày 31 tháng 10. Còn hồ sơ này là diện IR5, cha mẹ của công dân Mỹ. Ngày bảo lãnh của hồ sơ là tháng 8 năm 2021, được chấp thuận vào ngày 20 tháng 5 năm 2022, sau đó hoàn thành 6 bước ngày 23 tháng 8 năm 2022 và được lãnh sự quán hẹn phỏng vấn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 10 năm 2022. Để cô chú và các anh chị có thể chuẩn bị thật chu đáo cho buổi phỏng vấn của mình thì trên kênh Điệp cũng đã có chia sẻ về các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn. Ví dụ như đây là một video clip mà Điệp chia sẻ về câu hỏi phỏng vấn diện cha mẹ của công dân Mỹ là diện IR5. Hoặc video clip này là để chia sẻ câu hỏi phỏng vấn thường gặp của diện F4 anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể xem các video clip này mà Điệp đã chia sẻ. Chúng ta có thể xem trong phần danh sách phát các câu hỏi phỏng vấn. Và có nhiều cô chú và các anh chị khi nhận được thư hiện phỏng vấn thì chúng ta cũng bỡ ngỡ không biết là chúng ta cần phải làm những việc gì tiếp theo. Thì Điệp xin chia sẻ ở đây là ba việc cần làm ngay sau khi có thực hiện phỏng vấn đầu tiên là cô chú và các anh chị chúng ta cần đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán để khi nào mà chúng ta phỏng vấn đậu thì lãnh sự quán họ sẽ có cái địa chỉ nhà mà họ gửi visa về cho cô chú và các anh chị thông qua bưu phẩm nhất tính việc thứ hai là chúng ta cần phải đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa và việc thứ ba là chúng ta soạn hồ sơ chuẩn bị đem theo khi đi phỏng vấn với lãnh sự quán. Chi tiết mà cách chúng ta đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán thì đẹp đã có chia sẻ qua video clip này. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể tham khảo. Và cách đặt hẹn khám sức khỏe và chích ngừa định cư Mỹ, đẹp đã có chia sẻ qua video clip này. Và để cô chú và các anh chị bớt lo lắng về ngày đi khám sức khỏe và chích ngừa thì cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này mà Đẹp chia sẻ về quy trình khi mà chúng ta đi khám sức khỏe và chích ngừa. Và ở bước thứ ba, cô chú và các anh chị có thể tham khảo video clip này mà Đẹp đã có chia sẻ về cách mà chúng ta chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn visa với lãnh sự quán. Đẹp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của điệp nha và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này cảm ơn cô chú và các anh chị